Lần này trở về lại Đà Nẵng, em cực kỳ cố gắng hơn để chứng tỏ cho mình mới bước qua đội bóng mới. Còn đội bóng Đà Nẵng là đội bóng mạnh về tập thể, giờ cũng là đang dẫn top đầu của, đối với bọn em. Đằng này là bọn em phải cố gắng chơi, phải cố gắng đoàn kết và tập trung hơn những lần trước. Lúc nóng mới trở lại cái sân bóng đá Chi Lăng này, một trong những cái sân mà rất là khỏe nhưng mà cơ hội kỷ niệm. Em có cái cảm xúc là có một cái kỷ niệm ở đây. Có. Từ nhỏ em cũng đã các giải U ở sân Chi Lăng nên giờ em quay lại em cũng cảm thấy nhớ. Đối mặt với cả đối thủ của em là Đà Nẵng thì theo em thì đến khi nó bóng của huấn luyện viên Minh Đức thì các cái đối thủ nào em nghĩ là nguy hiểm như thế là hiện tại là chắc Đà Nẵng là đội bóng tập thể nên em nghĩ là cả tập thể người ta đều tốt, đều của em phải để cẩn thận và từng trận. Và nếu ngày mai mà mình có ghi bàn thì em nghĩ là mình có chuẩn bị gì cho cái màn ăn mừng đó không? Có chứ, em vẫn ăn mừng bình thường. Vì sao? Vì thứ nhất em cũng đi khỏi Đà Nẵng cũng nhiều rồi, cũng 8 năm rồi. Nên quay lại giờ em tập trung mua cho đội bóng mới của em, mình ghi bàn mình phải ăn mừng. Lúc trước thì mình có một thời gian dài rất khó khăn trước khi đến Hoàng Gia Lai, nhưng bây giờ mình tập trung chơi bóng và có phong độ rất tốt, thì em trải qua cái giai đoạn đó nó như thế nào? Tất cả cũng nhờ ban huấn luyện và tập thể anh em cầu thủ là hòa đồng tốt và tập. Em tập luyện cố gắng, anh em giúp đỡ và ban huấn luyện giúp đỡ cho em cho những buổi tập lần em cải thiện được tốt hơn và lấy lại phong độ. Lần đầu làm việc với Kitty Sắc thì cái cảm nhận đặc biệt gì đối với mình không? Anh Nico rất là chuyên nghiệp nên bởi đó em cũng học theo tính chuyên nghiệp của anh, ra sân cố gắng và tiếp thu những dự án của anh đưa ra. How do you think about the next game? About next game, difficult game for us, but we prepare like every game, so not think about many about this team. We think about us, but we try give all the best and try get good result for us. In the next game, the defense will have the even. And how do you think about Kim Jong-soo if I don't have him? Yeah, we miss Kim and Trong also. Yeah, two very important players for us, and Kim and Trong, but we have other players who can change, and other players can play good, but two very important players for us, but I think other players can play same, can play change same.